Một người đi lang thang trong rừng. Suy nghĩ về những điều thần bí của cuộc sống. Người đó không thể tìm ra câu trả lời. Do đó anh ta tìm Chúa. Chúa ơi, Chúa có đấy không? Ta đây, con cần chi? À con trai, con có thể hỏi Chúa mấy điều được không? Cứ hỏi đi, con trai của ta. Chúa ơi, 1.000.000 với người là bao nhiêu? 1.000.000 với ta chỉ là ở trên. Chúa ơi, 1.000.000 đô la với người là bao nhiêu? 1.000.000 đô la với ta chỉ là một xu. Chúa có thể cho con 1 xu được không? 1 xu cho ta một cây thôi.